Cô gửi lời chào thân mến và cảm ơn tất cả các em đã cùng quay trở lại khóa học Ngữ văn lớp 6 của trang web olm.vn Các bạn học sinh yêu quý, cô trò chúng mình sẽ đến với phần thứ hai của bài giảng Củng cố mở rộng bài khác biệt và gần gũi Ở video trước, các em đã được dừng lại ở bài tập thứ hai sau khi biết nguồn gốc của hai đoạn văn bản mà chúng mình cần tìm hiểu, các em sẽ thực hiện yêu cầu sau. Em thấy rằng hai đoạn văn này có mục đích giao tiếp khác nhau. Chúng mình sẽ kể vào vở bảng theo mẫu như ở trên màn hình và điền những thông tin cần thiết vào bảng này. Bảng của chúng ta gồm có 3 cột dọc và 4 hàng ngang cột hàng ngang thứ nhất chúng ta được nêu lên những vấn đề cần xác định ở đoạn văn bản a và đoạn văn bản phần b đoạn a đoạn b cũng là những đoạn văn mà các em cần tìm hiểu và chúng mình sẽ tìm hiểu hai đoạn văn này với ba nội dung đó là nội dung của đoạn văn là gì mục đích của đoạn văn là gì có thể là kể chuyện là bộc lộ cảm xúc là miêu tả thuyết phục hay là thuyết minh Cuối cùng, chúng mình xem văn bản có đoạn văn được trích thuộc loại nào. Là văn bản văn học, văn bản nghị luận hay văn bản thông tin. Trước hết, đối với đoạn văn ở phần ai nhỏ trích từ văn bản bài tập làm văn. Các em đã đọc kỹ đoạn văn và xác định được ngay. Nội dung của đoạn văn này chính là Bố Nicola cho rằng hai bố con không cần sự trợ giúp của ông hàng xóm Bledup. Để làm bài tập làm văn, nên bố đã ngắt lời câu trả lời của cậu bé Nicola. Con, đoạn B có nội dung gì? Ở văn bản hai loại khác biệt. Sau khi tác giả kể chuyện về bài tập của thầy giáo ở trường là trong suốt 24 tiếng đồng hồ, các bạn học sinh sẽ phải cố gắng trở nên khác biệt để bộc lộ một phiên bản chân thật hơn về bản thân trước những người xung quanh với quy định duy nhất là các bạn học sinh sẽ không được làm bất cứ một điều gì gây hại hay làm phiền người khác hoặc vi phạm nội quy nhà trường tác giả nói đến những cách làm của các bạn học sinh để trở nên khác biệt đó là phần nhiều học sinh thì chọn thể hiện bằng hành động bên ngoài như là quần áo đầu tóc hát hò nhảy múa để thu hút sự chú ý của người khác còn cậu bạn jay lại thể hiện sự khác biệt bằng những biểu hiện tích cực chuyên cần trong giờ học qua đó chúng ta có được kết luận của tác giả dòng mi môn như em đã được trích dẫn đoạn văn ở phần b này có nội dung quan điểm của tác giả về sự phân chia hai loại khác biệt trên cơ sở chứng kiến những gì đã diễn ra trong đó rất nhiều người chọn loại khác biệt vô nghĩa chọn cái đơn giản nên trùng nhau và cuối cùng là chẳng có gì khác biệt còn chỉ có một số ít chọn loại khác biệt có ý nghĩa để tạo được dấu ấn sâu đậm trong ấn tượng của người đối diện. Vấn đề thứ hai mà chúng mình cần phải xác minh ở đoạn A và đoạn B đó là mục đích của đoạn văn. Theo em, mục đích của mỗi đoạn văn này là gì? Các em xác định rất chính xác, đoạn văn ở phần A nhỏ có mục đích đó là kể chuyện Chúng ta có thể thấy rõ trong đoạn văn có những nhân vật là tôi, cậu bé Nicola, ông Đúc, hàng xóm và bố của Nicola. Chúng ta thấy nhân vật xưng tôi kể rằng ông Đúc ngồi xuống cái bàn nhỏ cùng hai bố con, ông gãi gãi cái đầu, ông nhìn ngơ ngẩn ra phía trước và rồi ông nói, "Xem nào, xem nào, xem nào." Rồi ông hỏi, "Ai là bạn thân nhất của Nicola?" Nicola đang định trả lời thì bố đã ngắt lời không để cậu bé kịp nói Bố nói với ông bờ lúc rằng Hãy để hai bố con yên, rằng chúng tôi không cần gì ông cả Như thế, trong đoạn văn có nhân vật, có sự việc Chúng ta xác định được mục đích của đoạn văn là kể chuyện Còn đoạn văn ở phần B nhỏ Sau khi kể câu chuyện đã diễn ra với đề bài mà thầy giáo ở trường cho Tác giả kết luận có hai loại khác biệt như thế, đoạn văn B này có mục đích thuyết phục người đọc, người nghe về hai loại khác biệt mà mình phân chia để người đọc, người nghe cũng đồng ý với tác giả. Từ đây, chúng ta có thể xác định được kiểu văn bản có xuất hiện hai đoạn văn này. Đó là đoạn văn ở phần A được trích từ một văn bản văn học. Đoạn văn ở phần B được trích từ một văn bản nghị luận. Các em nhìn lại một lần nữa bảng thống kê ở bài tập phần 2 nhỏ bài củng cố mở rộng của chúng ta để so sánh đoạn văn phần A thuộc văn bản bài tập làm văn và đoạn văn phần B thuộc văn bản hai loại khác biệt. Như thế, với bảng thống kê này, chúng ta đã vượt qua được yêu cầu của bài tập số 2. Kế đến là bài tập số 3. Bài tập số 3 có yêu cầu: Văn bản nghị luận thường bàn về những hiện tượng, vấn đề gì trong đời sống? hãy nêu hai hiện tượng vấn đề đời sống được bàn trong hai văn bản nghị luận mà em biết. Trước hết, nói đến những vấn đề, những hiện tượng đời sống được bàn đến trong văn bản nghị luận. Chúng ta thấy, văn bản nghị luận thường bàn về những hiện tượng hoặc vấn đề nổi bật của đời sống. Đó có thể là những vấn đề được quan tâm trong đời sống chính trị, xã hội hoặc những thách thức mới được đặt ra trong cuộc sống đây là những vấn đề đúng đắn vừa phù hợp với tinh thần thời đại mới vừa đảm bảo tinh thần quốc gia dân tộc ở đây những vấn đề nghị luận thường được bàn đến có thể kể đến như tôn trọng người khác và mong muốn người khác được tôn trọng thái độ đối với người khuyết tật hay là noi gương những người thành công hoặc đánh giá khả năng của bản thân hay hiện tượng bắt nạt trong trường học hiện nay còn rất nhiều những hiện tượng vấn đề trong đời sống cũng cần các em bày tỏ ý kiến quan điểm của cá nhân chúng mình có thể tìm hiểu thêm sau khi xác định được nội dung thường bàn đến trong văn nghị luận về một hiện tượng đời sống chúng mình cùng xem hai vấn đề được nói đến trong hai văn bản nghị luận đã học là gì cô sẽ lấy văn bản xem người ta kìa và hai loại khác biệt theo con Vấn đề được bàn luận trong văn bản xem người ta kìa là gì? Nội dung này chúng mình đã được khám phá văn bản rất kỹ. Hiện tượng được đề cập đến trong văn bản xem người ta kìa đó là vấn đề tôn trọng sự khác biệt ở mỗi người, nhưng đồng thời cũng cần phải hòa đồng, gần gũi với mọi người. Ở văn bản hai loại khác biệt, tác giả Dòng Mi Moon đưa ra những bàn luận về hai loại khác biệt. Đó là sự khác biệt vô nghĩa và sự khác biệt có ý nghĩa. Mỗi người cần tạo ra được sự khác biệt có ý nghĩa. Sự khác biệt làm nên giá trị riêng cũng như bản sắc của mỗi con người. Và người ta chỉ thực sự chú ý với nể phục những người khác biệt có ý nghĩa. Ngoài ra, sau bài củng cố mở rộng này, chúng ta sẽ có một bài thực hành đọc và các em sẽ chú ý xem vấn đề nghị luận trong bài thực hành đọc đó là gì nhé. Đến với bài tập cuối cùng, bài tập số 4. Chúng ta sẽ cùng củng cố một lần nữa về đề tài trong văn bản nghị luận bàn về một hiện tượng, vấn đề đời sống. Trong các đề tài sau, theo em, những đề tài nào phù hợp với yêu cầu viết một bài văn nghị luận và vì sao? Chúng ta cùng xem xét. Trước hết, với đề tài ở phần A nhỏ, B nhỏ và D nhỏ. Trải nghiệm một chuyến đi biển cùng bố mẹ, cây bàng trong sân trường kể chuyện về mình và kỷ niệm về người bạn thân nhất. Ở những đề tài này, chúng ta không thể viết một bài văn nghị luận, bởi kể lại trải nghiệm hay cây bàng trong sân trường kể lại câu chuyện của mình hay là kỷ niệm về người bạn thân nhất chúng ta sẽ phải sử dụng phương thức biểu đạt chính là tự sự tất nhiên trong quá trình kể các con sẽ kết hợp với miêu tả và biểu cảm nhưng ở đây ba đề tài này không thể viết một bài văn nghị luận như thế còn lại hai đề tài đó là bàn về ý nghĩa của việc trồng cây và vai trò của tình bạn con thấy từ khóa chính là ý nghĩa của việc trồng cây và vai trò của tình bạn với hai đề tài này chúng mình có thể viết được những bài văn nghị luận bày tỏ ý kiến của con về ý nghĩa của việc trồng cây trong đời sống hoặc vai trò của tình bạn đối với mỗi người trong cuộc sống và đây là hai đề tài mà chúng mình có thể viết được những bài văn nghị luận các em có thể đưa ra lý do hai đề tài này đều là những vấn đề của xã hội được xã hội quan tâm nên có thể viết được bài văn nghị luận qua bài viết tác giả sẽ bày tỏ được ý kiến quan điểm, thái độ, cách nhìn của mình đối với vấn đề được đặt ra. Như thế, cô trò chúng mình đã cùng nhau giải quyết 4 bài tập của bài học củng cố và mở rộng bài khác biệt và gần gũi. Các em sẽ cùng học tập kỹ hơn để đạt được kết quả tốt nhất nhé. Video bài giảng xin phép được dừng lại tại đây. Cô chân thành cảm ơn các em đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại tất cả chúng mình trong những bài giảng tiếp theo trên trang web olm.vn nhé.